Bài thơ Viết về cô gái xin cơm từ thiện. Tác giả nhà thơ Huỳnh Kim Lân. Một sáng mai khi nắng vàng rực rỡ, mây trên trời lững thững trôi qua, hoa mười giờ nhẹ nhàng phơi cánh mộng. Đường em đi tìm cả một màu hoa, áo em mộng theo cơn gió thoảng, mái tóc bồng gội nắng phủ ngập ngừng. Em đến chỗ chia cơm của tổ từ thiện mọi người đang phân phát, chia tình thương từng bữa sáng trưa chiều cho người bệnh còn nhiều khốn khó. Phần của em là những bát cơm cho, phần của mẹ do em nấu lấy. Niềm tin con cho mẹ ăn ngon, chăm chút từng món mong mau hết bệnh. Có biết có người nhìn trộm rất đồng lòng, ơi em gái miền quê, việc đơn sơ mà sao cao quý, vẫn bình thường mà toạc thanh tao. Lòng hiếu thảo đẹp hơn vóc vàng, không ngại ngùng em đừng rất chành lòng mà triều mến kính.